Mùa Hoa Anh Đào với phần trình diễn của nữ ca sĩ Mai Vy. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Một tràng pháo tay thật là lớn thì cho em mới trình diễn. Quý vị không vỗ tay nhưng mà không trình diễn thì không quý vị nhiều.